Chào tất cả anh em nha, mình là Ngọc Dũng Sáu Diều nha. Anh em lên kênh YouTube đăng ký cho mình nha. Hôm nay mình đi test âm nhất là bộ hòa quay này 90X21 này. Hòa đàn 90 cũng X21 nha. Mẹ hòa quay hòa quay 63 nha. Hòa quay 63 13 quả, 53 11 quả. Cái này là 78 nha. 7, 8, 15 quả nhá. Bây giờ anh em đi theo mình nhá. Đi theo mình test bộ hoa quài này trước nhá. Test xong ok tí về phun bóng nhá. Đây anh em đi theo mình. Con nhỏ lấy không? Nào em lấy. Ok anh em mở vắc volume lên để nghe nhá. Hòa đàn nếu nọ mình cũng quay qua âm cho anh em xem rồi. Giờ đến vụ bò đi. Anh em nghe thử quả bò nhá. Quả bò này thì mẹ mày nó phá vỡ làng luôn. Đấy, anh em nghe thử quả bò này nhá. Đấy, anh em nghe thử à. Ôi, mấy cái bộ bé này khả năng mình không quay anh em ạ. Quạt qua cho anh em nghe này. Này, holo đại bác này. Đây còn bộ hoa quay 68 nhá. Hoa quay 68 13 quả. Anh em kết inbox cho mình nhá. Facebook mình là Ngọc Dũng Sáu Diều. Facebook mình là Ngọc Dũng, còn kênh YouTube là Ngọc Dũng Sáu Diều nha. Anh em lên lên đăng ký cho mình một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha. Đấy, toàn bộ hôm nay anh em nghe thử âm này. Bộ này ăn cũng khá là nặng gió một tí đấy nhá. Đấy. Đây.
cho anh em đi chiêm ngưỡng hoa đàn 90. Hoa đàn 90 10 21. À 21 quả. Âm bao gắt bao trợ lực nha anh em nhá. Anh em nào mua thì vào kênh YouTube của mình nhá. Đấy, ok nha. Bộ này thì anh em không phải suy nghĩ rồi. Vậy là mình đã test xong 3-4 dàn rồi, nhưng mà chưa anh em nào mà lấy thì book cho mình nha. À, hoa đàn phun vách gỗ, phun chỉ mây, phun vách gỗ, phun chỉ mây, bắn màu cánh gián. Anh em nào cần in book cho mình nha. À, ok chưa? Đấy. Vậy, ta đi.